các quan chức không quân Ukraine cho biết, sau khi đánh chặn 3 tên lửa hành trình và một máy bay không người lái UAV của Nga trong cuộc tấn công ngày 26 tháng 8. Phi công lái F-16 Oleksiy Mets, biệt danh Moonfish, tiếp tục tìm cách đánh chặn một mục tiêu khác, trong khi bộ phận kiểm soát mặt đất mất liên lạc với chiếc máy bay này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải người đứng đầu không quân nước này và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc, bao gồm cả khả năng mà một quan chức phương Tây đã nêu ra hôm 30 tháng 8 là F-16 bị bắn rơi do hỏa lực thân thiện từ một tổ hợp tên lửa Patriot. Tuy nhiên, ngày 31 tháng 8, hai quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết hỏa lực thân thiện, được hiểu là quân ta bắn quân mình, có thể không phải là nguyên nhân khiến chiếc máy bay F-16 bị rơi. Các nhà điều tra của Mỹ cũng như Ukraine đang xem xét nhiều khả năng khác nhau, trong đó bao gồm cả hỏng hóc cơ học và lỗi của phi công. Việc mất phi công là một tổn thất rất lớn, đặc biệt đó lại là một trong những người đã vận động tích cực để Ukraine có thể sở hữu F-16. Anatoly Kravchinsky, phi công và cựu sĩ quan không quân Ukraine cho biết. Về chiếc máy bay, điều quan trọng cần phải hiểu rằng đây là xung đột và tổn thất là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi đang chiến đấu với một quốc gia có thể phóng hơn 200 vũ khí vào Ukraine chỉ trong một cuộc tấn công, bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, ông Kravchinsky nói. Các nhà phân tích quân sự Ukraine cho biết vẫn còn quá sớm để suy đoán về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, nhưng họ nhấn mạnh rằng các hệ thống phòng không phương Tây và máy bay chiến đấu F-16 chưa bao giờ hoạt động cùng nhau trong những điều kiện phức tạp như hoàn cảnh ở Ukraine hôm 26 tháng 8. Cùng lúc đại tá Mets đang truy đuổi tên lửa của Nga, các đội điều khiển 3 hệ thống phòng không khác nhau, bao gồm Patriot, các nhóm cơ động với tên lửa Stinger và tên lửa Starcheck của Anh, đều đang nỗ lực đánh chặn 127 tên lửa và 109 UAV của đối phương. Nhiều thứ có thể dẫn đến việc mất chiếc F-16, bao gồm tình trạng kỹ thuật của máy bay, lỗi của phi công hay các yếu tố bên ngoài, ông Kravchinsky, cựu quan chức không quân Ukraine cho biết. Theo ông, cũng có khả năng các mảnh vỡ của một tên lửa bị đánh chặn đã văng trúng một bộ phận quan trọng của máy bay. Tại thời điểm này, tất cả các khả năng đều đang được xem xét, bao gồm cả hỏa lực thân thiện, ông Kravchinsky nói. Nói về khả năng F-16 bị hệ thống phòng không Patriot bắn rơi, cựu chuyên gia phân tích của Bộ Quốc phòng Mỹ và trung tá nghỉ hưu của Không quân Mỹ Karen Watowski nói rằng cả Mỹ và Vương quốc Anh trước đây đều từng mất một máy bay do hỏa lực thân thiện của Patriot trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991. Mặc dù vấn đề gây ra những sự cố này đã được khắc phục vào năm 2003, nhưng bà Watowski lưu ý rằng Patriot cung cấp cho Ukraine có thể là những hệ thống cũ hơn và vẫn có thể dễ bị lỗi. Tất cả những nhà quan sát thẳng thắn cả trong và ngoài cuộc xung đột này đều biết rằng Ukraine đang chiến đấu với một loạt các thiết bị cũ hơn, thường không tương thích về mặt công nghệ, được vận hành bởi những người thường không quen thuộc với các hệ thống đó và trong một không gian chiến đấu hỗn loạn, không được hỗ trợ hậu cần tốt. Bà Watowski nêu quan điểm, hỏa lực thân thiện là một vấn đề lớn trong mọi cuộc xung đột và đặc biệt là đối với Ukraine vì các hệ thống thông tin liên lạc và kiểm soát không được tích hợp tốt và các nhà điều hành mặt đất ngày càng ít được đào tạo và ít kinh nghiệm hơn khi cuộc chiến tiếp diễn, bà nói thêm. Bà Watowski cho rằng việc Ukraine đánh mất máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do NATO cung cấp khó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các kế hoạch của khối quân sự này. Mỹ và NATO biết rằng chỉ với một số ít máy bay F-16 cũ và không được triển khai và vận hành theo chiến lược sẽ khó giúp Ukraine giành được chiến thắng trong cuộc xung đột. Họ đã trì hoãn suốt một thời gian dài và từng không có ý định gửi chúng với số lượng lớn. Vụ rơi chiếc F-16 đầu tiên ở Ukraine và dự đoán về những tổn thất trong tương lai có thể khiến phương Tây không muốn gửi thêm F-16 cho Ukraine. Nhưng đây là kế hoạch đã được cam kết, bà Watowski giải thích. Liên quan đến việc Ukraine cho rằng vụ rơi F-16 là tổn thất không liên quan đến chiến đấu, theo bà Watowski, không nên đánh giá như vậy nếu chiếc tiêm kích gặp nạn khi bắn hạ tên lửa hành trình của Nga. Nếu tổn thất này xảy ra trong tình huống của Mỹ hoặc NATO, nó sẽ được phân loại là tổn thất liên quan đến chiến đấu.
Tuy nhiên, nếu Kiev muốn nhận được nhiều thiết bị và công nghệ cao cấp hơn, thậm chí là sự cho phép của Mỹ để tấn công sâu vào Nga, họ phải tránh đổ lỗi tổn thất cho quân đội của chính họ hoặc ưu thế về chiến đấu, hậu cần, chiến lược của Nga, bà Watowski nói. Theo Forbes, ngày 1 tháng 9, Ukraine đã triển khai khẩn cấp lữ đoàn Karadag, một đơn vị tấn công chủ chốt để tăng cường phòng thủ xung quanh Porovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng ở miền đông nước này. Động thái trên thể hiện sự cần thiết phải bảo vệ Porovsk trước các cuộc tấn công liên tiếp của Nga, đặc biệt sau khi các lực lượng Nga bao vây thành công Avdiivka vào tháng 2 và tiến về Porovsk. Porovsk đã trở thành một điểm phân phối chiến lược cho các lực lượng Ukraine ở khu vực Donetsk, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các tuyến tiếp tế của quân đội Ukraine. Lữ đoàn Karadag với khoảng 2.000 binh sĩ đã được chuyển từ vị trí thường trực ở miền nam Ukraine sang mặt trận phía đông nhằm tăng cường khả năng phòng thủ. Lữ đoàn Karadag là minh chứng cho sự chuyển đổi của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine từ một lực lượng bán quân sự thành một đơn vị hoạt động gần giống các lữ đoàn quân đội chính quy. Bất chấp sự tăng cường trên, tình hình tại Porovsk vẫn rất căng thẳng khi lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía khu vực này với sự hỗ trợ của pháo binh hạng nặng và các cuộc không kích. Nga đã chiếm được một khu định cư quan trọng và giành được thêm nhiều vùng đất mới ở khu vực phía đông Donbass, đe dọa các tuyến phòng thủ của Ukraine. Trong khi Nga đẩy mạnh tấn công tại Porovsk, Ukraine lại dồn một phần lực lượng cho cuộc tấn công vào tỉnh Kursk ở Nga, nằm giáp phía bắc Ukraine. Nhà bình luận người Nga Igony Norin được Forbes trích dẫn đã lưu ý rằng một số đơn vị Ukraine vẫn ở trạng thái dự bị và chưa được triển khai tối đa cho cuộc chiến ở Porovsk. Quyết định phân bổ nguồn lực cho các cuộc tấn công ở Kursk đã đặt ra câu hỏi về ưu tiên chiến lược của Ukraine khi phải đối mặt với nguy cơ làm suy yếu khả năng phòng thủ ở Porovsk. Trong khi đó, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW có trụ sở tại Mỹ chỉ ra rằng hoạt động của lực lượng phòng thủ Ukraine tại Kursk đã gây ra áp lực lớn lên Nga, buộc Moscow phải tái điều chỉnh chiến lược. Một số nguồn tin cho thấy các đơn vị dự bị của Nga, bao gồm các đơn vị thuộc Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 15, đã được tái triển khai từ mặt trận Porovsk đến Kursk nhằm đối phó với cuộc tấn công của Ukraine. Quyết định này cho thấy Nga đang điều chỉnh lực lượng trên các mặt trận khác nhau và thay đổi kế hoạch tác chiến để duy trì ưu tiên tại các khu vực chiến lược. Các nhà phân tích của ESW cho biết thêm, việc Nga điều chuyển một số lực lượng dự bị từ các khu vực có mức độ ưu tiên thấp hơn, chẳng hạn như phía Bắc Kharkov và phía Tây Zaporizhia đến Kursk thay vì điều động lực lượng từ các mặt trận quan trọng như Porovsk là một sự rủi ro. Việc tái triển khai này có thể không đủ để tạo ra tác động ngay lập tức đến tình hình tại các mặt trận quan trọng và vẫn chưa rõ liệu Nga có tiếp tục điều động thêm lực lượng dự bị để đối phó với các cuộc tấn công của Ukraine hay không.